mọi người đã quay trở lại với kênh To Gà TV. Và hôm nay To Gà các bạn biết đang làm gì không? Đó chính là To Gà đang cho đàn gà dễ thương của mình ăn, cho ăn hạt giống này mấy con ơi. À, hạt giống này đúng rồi, ăn hạt giống nhiều vô. Sau đó thì To Gà sẽ cho nó uống miếng nước này các bạn đã. Mình sẽ cho nước này quăng vô này. Hãy cha đã uống nước vui vẻ nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ cất hạt giống này vô, cất trứng vô. Vậy là xong rồi đàn gà của ta. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đàn gà của mình đâu mất tiêu hết trơn rồi. Ủa, điều gì vừa xảy ra đây vậy? Ôi trời đất ơi, nó có chạy đi đâu, có chạy lên cây đi, có chạy vô nhà mình không vậy trời? Cái gì? Không có luôn. Trời đất ơi, rốt cuộc là đàn gà mình đâu mất tiêu rồi. Rõ ràng mình vừa thấy con gà của mình đây. Ủa, như đằng kia. Ủa, như là đang Huy Đức kìa. Ê, Huy Đức, đứng lại đó. Đứng lại. Mày chạy đâu, đứng lại. Huy Đức, đứng lại. Tao bắt được mày rồi nha, mày có lấy trộm gà của tao không? Không hồn thì khai đi. Không đâu. Chứ nếu mày không lấy thì mày đứng lén lét lúc lúc ở đó làm cái gì? Trời chị à, không biết gì hết. Tao đây. Tức thì cái thằng này có vẻ khả nghi quá mày. Vậy không biết thằng Huy Lập có phải là người lấy gà của mình hay là những người khác nữa rồi. Bây giờ mình phải làm gì đây? Tức quá đi à. Các bạn ơi, tôi vừa đọc được một bạn fan comment, đó chính là anh To Gà ơi, hãy thử lòng sinh tố bằng cách là biến mất khỏi làng đi. Tôi sẽ theo ý bạn đó bằng cách là tôi sẽ thử giả bị biến mất trong làng sinh tố cho các bạn xem này. Nhưng mà để mà mình biến mất thì mình cần có một lý do nào đó hợp lý cái đã. Từ từ để coi. Tôi đã chuẩn bị một con gà khổng lồ và đây là một con gà đột biến đó các bạn. Và bây giờ tôi sẽ thử lòng cho con gà này, nó sẽ ăn thịt tôi và tôi sẽ biến mất khỏi làng sinh tố, thì để xem mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Hình như mình thấy bóng gà đó. Ui, hình như lại là thằng Huy Nấp nữa coi. Bây giờ mình sẽ đếm 1 2 3, một cái là con gà này nó sẽ rượt mình nè. 1 2 3. Ôi trời đất ơi, cứu tôi với, có con gà đột biến nó rượt theo tôi nè. Cứu gia vị ơi, có con quái vật nó rượt theo tao nè. Cái chơi con gà gì ghê quá vậy. Trời ơi, nó bắt đầu sợ rồi, kêu ai được rồi. Ơi chết rồi ơi, cứu tao với ơi, con gà nó sẽ ăn thịt tao mất ơi không. Cứu tao với, nhanh lên ơi. Không, cứu tôi gà với, có ai không? Ơi chết tôi rồi. Phi ơi, cứu tao với. Ai vậy ơi, nó ăn thịt tôi rồi. Ai sao mày ăn thịt tao gà, con gà kê, đứng lại coi. Mọi người ơi, tao gà bị ăn thịt rồi. Các bạn ơi, thật ra tôi không bị ăn thịt đâu, mà tôi thật ra tôi đang tàn hình ở đây đây các bạn. Để bây giờ coi thử mọi người sẽ phản ứng như thế nào đây. Cái gì vậy? Bây giờ bị bắt đầu xuất hiện được kia các bạn ơi. Được rồi, để coi. Trời, hồi nãy đang qua nhà tao gà, cái là con gà đột biến ăn tao gà luôn rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nghe vô lý quá à. Vô lý đúng rồi. Trời ơi, không ai tin Huy Nấp hết các bạn ơi. Trời ơi, lỡ làm gì tô gà rồi cho nên em nói vậy đúng không? Ừ, cũng không có lý. Mà không có mà. Ờ, tất cả giờ qua nhà tô gà kiểm tra là biết liền chứ gì. Bây giờ mọi người sẽ qua nhà mình để kiểm tra, nhưng mà bây giờ bác bạn biết không, mình đã chuẩn bị hết mọi thứ ở nhà rồi, các bạn hãy cùng xem nha. Các bạn biết mình đã chuẩn bị cái gì không? Đó chính là mấy cái bộ đồ. Bộ đồ của con gà. Tô gà, tô gà không có mặc đồ. Cái gì vậy? Con gà nó ăn thịt tô gà xong nó nhả cái áo đó. Đúng rồi, ăn dắt nó nghĩ cái gì mà tô gà không mặc đồ à trời, dắt này. Ờ đúng rồi, tôi tưởng hôm nay tô gà nó mặc đồ. Trời đất ơi, tôi để nguyên cái bộ đồ này mà nó nghĩ vậy được luôn á trời. Trời ơi, bây giờ suy luận đi anh em. Tôi nói mọi người không tin đâu. Em nói mệt quá, đi vô nhà tô gà kiểm tra đi. À, được rồi, mọi người vô nhà kiểm tra sao? Bây giờ tôi sẽ giả viết một bức thư. Ủa, mọi người đã bắt đầu vô nhà tôi rồi kìa các bạn ơi. Có cái gì nè? Ủa đúng rồi, đúng rồi. Đó chỉ là một tờ giấy mình đã chuẩn bị sẵn các bạn nha. Tôi rất buồn vì đã bị ăn cắp gà, cho nên tôi quyết định vô rừng kiếm con gà khác. Hy vọng nó có thể giúp tôi đỡ buồn. Không biết ai đang ăn cắp gà của tôi nữa, đau lòng quá đi. Đúng rồi các bạn ơi. Vậy là tô gà đã bị ăn cắp gà, cho nên là nó vào rừng kiếm. Có thể là tô gà đang bị lạc trong rừng rồi. Tô gà nó vô rừng, nó đi kiếm con gà đột biến, xong bị con gà đột biến ăn thịt rồi. Em đừng có xạo. Không ai tin là Huy Nấp hết các bạn ơi. Không ai tin là mình bị con gà đột biến ăn thịt hết trơn á. Lấy thì cứ trả đi Huy ơi, đâu cần phải giấu làm cái gì. Con lấy đâu? Thì nói đi, khai ra đi. Cố lên, chị đã bị hãy cố tin đâu. Ôi trời, cái gì vậy? Gặp gì vậy? Bây giờ mấy đứa phải tìm con gà cho chị. Nếu như chị phát hiện ra đứa nào ăn cắp gà của tô gà là chị xử hết đó nha. Nó bị ngầu quá vậy, Được, đúng rồi, phải vậy chị biết. Còn đứa đó làm cái gì nữa, đi kiếm nhanh lên. Dữ dạ quá vậy. Rồi, mọi người bắt đầu đi kiếm rồi kìa các bạn. Ủa sao vậy? Đừng có mà biết mất nha chị buồn. Trời đất ơi, tội nghiệp chị Dobby quá vậy. Bây giờ mình muốn lộ diện ra cho chị Dobby đỡ buồn quá, nhưng mà không được các bạn. Thôi được rồi, chị mà biết ai làm chị này là chị xử. Ôi dữ dằn nghe trời, được rồi, hay lắm chị Dobby ơi, phải xử cho em nha. Tạm thời mình sẽ niêm phong cái nhà. Để niêm phong cái nhà mình lại luôn hả? Đây coi như là hiện trường vụ án, không ai có thể xâm phạm vô đây được.
Dạ, chuyên nghiệp là đúng là nghiệp vụ cảnh sát các bạn. Mình sẽ đi theo chữ hả Huy núp bay làng dắt đâu mất tiêu ta. Ê, bé cáo, mấy bé cáo ơi, yên tâm nha, tao sắp ít tiền nữa mà cho mấy tôi bé cáo đồ ăn rồi nè. Cái gì có tiền cho mấy bé cáo ăn? Tưởng tiền nó có vẻ khả nghi quá, ta không biết dắt nó làm gì mà có tiền người ta. Bây giờ ta sẽ qua nhà có tô gà. Cái gì qua nhà tô gà? Ôi giời ơi, bây giờ nó qua nhà mình làm cái gì vậy ta? Giờ mình đi kiếm đồ ăn cho bé cáo nè. Ôi không lẽ nào dắt nó lấy gà của mình để cho mấy con cáo ăn sao các bạn? Mình sẽ đi theo chân dắt xem tự dắt có phải là người làm vậy không. Nếu mà phải là trời đất ơi, dắt chết biết tay với tôi. Chị Dobby đâu? Chị Dobby cảnh sát rồi, bắt nó lại. Chị Dobby hình như đang ở trong kìa. Ơi chết rồi, chị Dobby ơi, chị Dobby ơi. Trời đất ơi, chị Dobby đang làm gì ở đây vậy? Trời đất ơi, thằng dắt nó đang qua nhà em đang ăn trộm đi. Chị Dobby bắt nó đi, là giờ phải làm sao đi ra ám hiệu cho chị Dobby đây. À, mình có cái này đúng rồi, cái cổ salam rồi, con mèo chị Dobby rồi, con mèo rồi, con mèo. Ui, con mèo đây rồi. Chị Dobby ơi, có thấy con mèo đâu không vậy? Ui, nhìn nè. Salam ơi, này là con làm cái gì? Đúng rồi. Bây giờ chị Dobby đi đâu em lại đi đâu? Đúng rồi, mình sẽ điều khiển con mèo nó chạy tới nhà của mình để cho Dobby được theo. Tới nhà của mình thôi nào các bạn ơi. Mèo. Con mèo ơi, căng dắt em làm cái gì ở đây vậy dắt? Đúng rồi, phải như vậy. Căng dắt em là nhân phong, em làm gì ở đây? Đúng rồi. Em là người đã ăn trộm gà của con gà đúng không? Không có. Nếu không có thì em làm gì ở đây? Em nhớ tô gà quá thì hôm qua muốn hửi mùi tô gà. Dạ đây, này nó xạo quá vậy. Ủa em nhớ tô gà. Trời đất ơi, bị niêm phong rồi, em đi về đi. Trời đất ơi, cái gì mà nhu nhược quá vậy? Trời ơi. Thôi được rồi, đi về, cũng nhớ tô gà. Hai vậy là đi về rồi các bạn ơi. Ôi chị Dobby đi về luôn rồi. Ok. Ôi chị Dobby ơi, dắt nó chưa về kia. Chị Dobby đưa con mèo đi luôn rồi. Ôi, thằng dắt nó sao nó quay lại vậy bạn? Hồi nãy nó giả là nó đi về mà chị Dobby không biết. Ồ, chỗ này bị niêm phong rồi hả? Gì mình tìm đúng được khác. Ôi, coi lại sao cái chỗ nào không? Chết rồi các bạn, dắt nó tính làm gì cái nhà tôi vậy? Ôi cái gì? Ôi, nó đào lụng cái nhà mình luôn kìa coi. Rồi nó làm cái gì đây? Nó làm gì? Ơi, xin lỗi nhi, tôi cần tiền cho bé cáo tôi. Ủa, dắt nó đang làm gì vậy? Ôi cái gì? Ủa, đây là kim cương mình ơi. Cái gì? Cục kim cương của mình gì sao bé cáo nào? Ôi, dắt nó lấy kim cương của mình ơi. À, thằng dắt này tức tiêu chứ. Cái này mình nên niêm phong lại không nè? Anh nên lắp lại chỗ này không ta? Đúng rồi, phải lắp lại. Ôi trời ơi, cái thằng này ơi, nó không lắp lại, nó chưa một lỗ luôn này các bạn. Lại đứng lại đó, dắt ơi, đứng lại trả kim cương của tôi lại đây, tiền mà tôi bán trứng đó. Có kim cương, có kim cương. Ôi trời ơi, con gà đột biến rồi. Con gà đột biến rồi. Con gà đột biến rồi. Ôi trời ơi, con gà đột biến rồi. Trời ơi, nó có thiệt hả? Nó có thiệt hả? Nó là cái con gà ăn thịt tô gà đó. Ủa, thiệt hả? Thiệt hả? Thiệt hả? Con này không phải là gọi thịt tôi đâu ta. Con này nó giống con gà robot này ta. Trời đất ơi. Trời ơi, coi chừng con gà đột biến rồi. Coi chừng con gà. Ủa, cái gì vậy? Ủa, nó bị gì vậy kìa? Ủa, nó bị gì vậy? Trời ơi, tức thiệt chứ. Sao cái này nó lỗi hoài ta? Ủa, là lỗi hả? Ôi, vậy ông chế tạo con robot này hả? À, không có gì đâu. Ôi trời đất ơi, thì gà là thằng Nguyên Đức nó chế tạo con robot gà này để chứng minh cái việc mình bị gà ăn thịt là đúng các bạn ơi. Không hiểu gì chứ, thôi đi về đi. Về luôn, ôi trời đất ơi. Vậy là vẫn chưa có ai tin tôi hết, tức thiệt chứ. Trời đất ơi, tội nghiệp Nguyên Đức, bây giờ nó đem con gà xuống cái phòng thí nghiệm của nó rồi kìa các bạn ơi. Để mình đi xuống theo nó xem thử các bạn, không biết dưới phòng thí nghiệm nó đang chế tạo cái gì mà nó làm nguyên cái con gà khổng lồ vậy. Được rồi, nhảy xuống này hay cha. Mình lại sửa cái con gà này rồi. Trời ơi, gà, ta xin lỗi nha, tao không giúp chứng minh được mày bị con gà ăn thịt rồi. Cái gì Huy Núp nó làm nguyên một cái tượng bằng vàng của mình ở dưới phòng thí nghiệm của nó luôn nè. Mày thông cảm cho tao nha, tao buồn lắm. Nhưng mà tao không có ăn trộm con gà của mày đâu, tao chỉ ăn trộm kim cương thôi. Cái gì à? Thằng này hóa ra nó cũng ăn trộm kim cương của mình, hèn gì mình thấy nó lén lén lúc lúc ở khúc đầu các bạn nha. Bây giờ không còn cách nào hết, tao chúc mày yên nghỉ mà thôi. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đã? À, đúng rồi, mình có cách để dụ thằng Huy Núp nó sẽ giúp mình điều tra, đó chính là mình sẽ dùng cái bức tượng này. Được rồi, bây giờ mình sẽ lắc cái đầu đó cho nó hết hồn này các bạn. Lắc cái đầu. Huy Núp ơi, tao hiện hồn về đây. Huy Núp ơi, bây giờ mày phải giúp tao tìm ai là người ăn trộm gà của tao. Huy Núp à, tô gà hiện hồn về hả? Đúng rồi đó, bây giờ nếu mày không giúp tao thì con gà nó sẽ ăn thịt mày luôn đó Huy Núp ơi. Huy Núp nó sẽ phải đi điều tra giúp mình ai là người ăn trộm. Được rồi, đi điều tra. Huy Núp nó bắt đầu đi điều tra rồi kìa. Được rồi, để mình đi theo coi thử Huy Núp có thể điều tra ra ai là người ăn trộm không đây. Ủa, sao trong nhà của Hai Chi có nhiều gà quá vậy? Ui, cái gì? Ông sao trong nhà Hai Chi có nhiều gà vậy? Ui, không lẽ nào? Ôi, thơm quá. Cái gì? Có thơm đám gà nè. Tại sao ông lại ăn cắp gà của tôi gà vậy Hai Chi? Đúng rồi, là thằng Hai Chi các bạn nhìn sao một đống gà của mình kìa. Tôi có ăn cắp gà đâu, tôi có biết gì đâu. Chứ gà ông đằng sau của ông không phải là gà của thằng tô gà hay sao? Ông có nha, mấy con gà này tôi ăn trộm tiền của tô gà đó tôi mua nha. Sau đó tôi đem gà đây cúng cho tô gà nha, đừng có nói bậy nha. Cái gì thằng Hai Chi nó ăn trộm gà của thằng Hai Chi nó ăn trộm tiền của mình để nó mua gà rồi nó đem đi cúng mình. Sao cái thằng này sao nó làm vậy vậy? Mọi người lên tôn trọng tô gà đi nha, ông biến mất rồi đó. Trời đất ơi, tôi tôn trọng dữ ha. Tính ra ba cái đứa này là ba cái đứa ăn trộm kim cương của tôi luôn các bạn ơi. Mấy đứa kêu nó tôn trọng tôi rồi đó, bắt
đầu đã lập bàn thờ cho tôi đi tất thiệt chứ. Chắc là tôi bỏ cuộc rồi, nhưng mà tôi thấy được mọi người cũng yêu thương tôi. Khi mà tôi biến mất là mọi người cũng có vẻ rất là nhớ tôi đó các bạn. Nếu mà tôi biến mất thì các bạn có nhớ không thì comment ở dưới luôn nhé. Hình như mình đi về nhà mình thấy chị Nabi ở đằng kia làm cái gì vậy ta? Xin lỗi nha, chị không có tìm được ông Tổ ơi. Cái gì ơi, rồi luôn tội nghiệp chị Nabi, em cũng không tìm được chị Nabi ơi. Chúng ta không biết ai là hung thủ hết trơn á. Bây giờ em quay về thì chị sẽ mua cho em một đàn gà. Trời đất ơi, tội nghiệp chị Nabi quá các bạn. Ủa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì trên trời? Ủa cái gì trên trời là sao? Ủa là sao? Ủa cái gì vậy? Ôi cái gì? Ôi cái gì? Ôi sao có một đàn gà nó rớt xuống vậy? Ôi cái gì vậy? Đàn gà của mình sao nó bay từ trên trời xuống vậy? Ông trời trả lại cho mình hả? Sao đàn gà của tôi gà nó bay trên trời xuống vậy? Ủa chuyện này là sao ta? Mình không hiểu. Đừng nói là để mình nhớ lại khúc ban đầu coi. Được rồi, để tao cho tụi bay ăn này gà ơi. Ăn cho mau lớn rồi mau đẻ trứng nha. Đúng rồi, ăn nhiều vô. Được rồi, tụi bay khát nước luôn. Để tao lấy nước cho tụi bay uống này. Được rồi, quăng nước cho này. Uống này, uống đi mấy đứa ơi. Được rồi, để mình cất hạt giống vô coi. Đúng rồi, khăn là giống vô. Ăn xong rồi thì tụi bay... Ủa, đâu mất cái gì? Ôi, mấy con gà mình ai lấy rồi? Trời đất ơi, mình nhớ lại hết rồi các bạn ơi. Nó quay về rồi. Mình tự làm mất con gà của mình. Bây giờ hết tuốt thì nó rớt xuống lại rồi. Vậy mà bây giờ mình nghi. Vậy mà mình đã từng nghi mọi người trong làng. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Đàn gà quay về rồi nè, em quay lại đi tôi. Thôi được rồi, để mình xuất hiện đằng sau lưng chị Nabi cho chị Nabi hết đồ luôn. Được rồi, xuất hiện nè, hãy cha. Hello chị Nabi nha. Con gà quay lại rồi. Đúng rồi, yeah. Quay lại rồi nè chị Nabi ơi, oh, yeah. Đàn gà cũng quay lại luôn rồi, trời đất ơi. Huy, dắt Hachi nó lấy trộm kim cương của em. Mau đi bắt nó đi chị Nabi ơi. Ok, mấy đứa ăn trộm kim cương để chị đi bắt nó. Đúng rồi các bạn, trời đất ơi. Cuối cùng là mình chính là người đã lại tự làm biến mất gà của mình chứ không phải ai khác các bạn. Giờ vậy khi mà tôi biến mất thì tôi cảm thấy mọi người trong làng xin tôi rất là quan tâm đến tôi, cũng như là hả rất là yêu thương tôi các bạn. Nên là các bạn cũng yêu thương tôi như vậy thì các bạn đừng quên bấm like, bấm subscribe cho video này và đừng quên comment bên dưới. Và nếu các bạn muốn coi một video khác nếu mà tôi gà cũng từng gọi là biến mất như thế này thì các bạn hãy bấm vô đây. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Bye bye mọi người.